Xiaomi Redmi Note 4X chỉ 2.950.000, vô địch trong tầm giá. Video này thì sẽ là video hướng dẫn chi tiết nhất giúp các bạn có thể tự mình cài ROM tiếng Việt cho chiếc Redmi 4X tại nhà. Video này thì khá là dài bởi vì nó rất là chi tiết, vì thế nên là các bạn cố gắng xem hết nhá. Bước đầu tiên thì các bạn hãy tạo một tài khoản Xiaomi để có thể đăng ký unlock bootloader. Các bạn lưu ý là sử dụng số điện thoại thật, vì Xiaomi sẽ gửi mã xác minh đến số mà các bạn đăng ký. Sau khi nhận được mã xác minh, hãy nhập mã xác minh vào trang web mà các bạn đang thấy ở đây. Ấn tiếp tục và cài đặt mật khẩu cho tài khoản Xiaomi của các bạn. Ok, tài khoản đã được tạo, các bạn ấn vào đăng nhập. Tiếp theo, các bạn hãy gửi yêu cầu unlock bootloader cho Xiaomi tại địa chỉ là miui.com/unlock/apply. Ok, mình sẽ để link ở phần dưới mô tả, khó đọc quá. Ở phần chữ Trung Quốc lằng nhằng này, các bạn hãy nhập số điện thoại của các bạn vào. Sau đó các bạn mở lại tab mới và mở lại cái link vừa nãy, link unlock vừa nãy. Ở giao diện vừa mới hiện ra, các bạn có thể thấy nút unlock now, các bạn ấn vào nó. Tiếp theo thì hãy điền đầy đủ thông tin của các bạn, bao gồm cả tên và số điện thoại thật. Xiaomi sẽ gửi lại mã xác minh cho các bạn qua số điện thoại đó. Ở phần nội dung tin nhắn, các bạn hãy nhắn dòng chữ bằng tiếng Anh như mình đang nhắn trên màn hình. Nội dung là I want to unbreak my phone. Tích vào dấu xác nhận và ấn đoạn mã bên cạnh. Apply now. Ở bước này thì Xiaomi sẽ gửi cho các bạn một đoạn code về điện thoại của các bạn. Các bạn hãy nhập đoạn code đó vào và chọn nút Next. Ok, đã thành công. Đến bước này thì các bạn hãy đợi phản hồi của Xiaomi về việc các bạn có được phép unlock chiếc điện thoại của bạn hay không. Thường là sẽ được, tuy nhiên thì thời gian không ngắn cho lắm. Sau khi Xiaomi gửi tin nhắn cho phép unlock chiếc điện thoại, các bạn hãy chạy file Mi Flash unlock.exe. Toàn bộ những tool này thì mình sẽ để ở link phần dưới mô tả video này. Đăng nhập số điện thoại và mật khẩu mà các bạn đã đăng ký tài khoản Xiaomi từ trước. Kết nối điện thoại của bạn với máy tính và chọn nút unlock. Đối với các tài khoản Mi vừa mới tạo thì sau 72 giờ mới có thể unlock được. Các bạn đợi sau 72 giờ thì vào unlock là được. Sau khi unlock thành công, giờ là lúc chúng ta sẽ cài ROM tiếng Việt cho chiếc Xiaomi của mình. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải vào màn hình Fastboot. Các bạn tắt máy và ấn giữ nút nguồn và nút volume trừ. Ok, đã hiện ra màn hình Fastboot. Các bạn kết nối với máy tính. Và từ lúc này chúng ta sẽ thao tác trên máy tính. Các bạn hãy vào phần mềm Xiaomi Flash.exe và tìm đến nơi chứa file ROM của các bạn. Một lần nữa thì toàn bộ file ROM này sẽ đều được upload ở link phía dưới mô tả video này. Các bạn có thể tải về và tiến hành upload cho chiếc Xiaomi của mình. Sau khi chọn được đường dẫn, các bạn chọn nút Refresh và nút Flash để tiến hành up ROM. Đoạn này chỉ có chờ đợi. Các bạn có thể ra đầu ngõ làm đĩa bún đậu mắm tôm. Sau khi hết đĩa bún đậu mắm tôm thì các bạn quay lại là máy đã gần xong rồi. Đó, ở mục kết quả Result báo Success, tức là các bạn đã up ROM thành công. Lúc này thì các bạn hãy rút cáp ra và máy sẽ tự khởi động lên. Sau khi khởi động, các bạn hãy nhập tài khoản Mi bình thường. Và chúng ta đã có được một giao diện tiếng Việt cùng với đó là CH Play cho phiên bản ROM quốc tế của Xiaomi Redmi 4X. Chúc các bạn thành công, và các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy comment xuống phía bên dưới, chúng ta sẽ cùng trở lại trong video hướng dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mango TV để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Và đừng quên tham gia cộng đồng hỗ trợ khách hàng của Mango TV trên Facebook để có thể được giải đáp và cũng nhận được sự hỗ trợ sớm nhất nhé.